Hôm nay em xin giới thiệu đến tất cả mọi người dòng sản phẩm mới của nhà F Miracle, đó là dòng sản phẩm kem dưỡng trắng lăn tông. Thứ nhất, em xin được đi vào thành phần, công dụng cũng như đối tượng sử dụng của sản phẩm này. Về thành phần thì nó sẽ gồm 4 thành phần chính, đó là được chiết xuất từ hoa hồng, chiết xuất từ hoa mẫu đơn và chiết xuất từ hoa cúc vạn thọ. Thành phần thứ tư đó là thành phần dưỡng trắng. Công dụng của sản phẩm này thì nó rất là tốt cho mọi loại da, dành cho những cái da mà hay bị mẫn cảm này, hoặc là những cái da khô, da không đều màu. Cái sản phẩm này thì sau khi sử dụng, các chị bôi lên mặt chỉ khoảng 30 giây thôi là các chị đã thấy trên bề mặt da của mình nó đã đều màu, sáng màu, và sờ vào da các chị đã cảm nhận luôn là cái độ mềm mịn da nó đã rất là rõ rệt. Và chính vì cái sản phẩm này nó tiện dụng cho những cái khách hàng mà ít trang điểm, ít make up ấy, thì cái sản phẩm này rất là phù hợp dành cho những cái đối tượng như thế. Chính vì nắm bắt được nhu cầu của khách hàng nên là nhà F Miracle đã nghiên cứu và đưa ra cái dòng sản phẩm này. Em thấy nó rất là tiện ích và được thiết kế trong cái hộp rất là nhỏ xinh này thì các chị có thể mang đi mọi nơi mọi lúc mà không có cái sự bất tiện nào, vì nó cũng không quá là cồng kềnh hay là khó khăn gì cả. Và nhất là đối với những chị mà muốn có một cái làn da trắng sáng nhưng mà lại ngại chăm sóc cầu kỳ thì cái dòng sản phẩm này lại rất là phù hợp. Về đối tượng sử dụng thì cái dòng sản phẩm này nó được chiết xuất tất cả đều là tự nhiên, nên là các chị có thể là sử dụng cho mọi loại da, những da bị nhạy cảm hay là da kém màu, kém sắc, hoặc là những cái da khô do tác động của môi trường bên ngoài thì các chị đều có thể sử dụng được dòng sản phẩm này. Và đối tượng sử dụng của nó thì từ độ tuổi trên 20 tuổi là đã sử dụng được dòng sản phẩm này rồi ạ. Em xin cảm ơn các chị ạ.